Các bạn ơi, đây là thành phẩm của món sườn heo kho tàu mình vừa mới làm xong đây. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn đúng không các bạn? Phần sườn rất là mềm, ngon và vẫn còn độ dai của thịt. Và làm sao để chúng ta có thể nấu được một cái món ngon như thế này thì mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để làm món này các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm món sườn heo kho tàu các bạn nhé. Một cái món rất là ngon và ăn kèm với cơm thì ngon tuyệt vời luôn. Các bạn có thể ăn kèm với cơm hoặc là bún hoặc là ăn không, ăn chơi cũng rất là ngon các bạn nhé. Ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình đó là 800g sườn heo. Sườn heo này sau khi mà mua về thì các bạn sẽ chặt thành những cái miếng vừa ăn. 30 quả trứng chim cút này. Một gói nước dừa, một gói nước dừa này nó cỡ tầm 400 đến 500 gram ml nước dừa, hành khô. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm luôn nhé. Sườn này thì các bạn sẽ chặt thành những cái miếng vừa phải như thế này, nó có cái độ dài từ 2 đến 2,5 hoặc là 3 cm. Các bạn chặt làm sao để cho cái phần xương nó đều nhau là được nhé. Phần hành khô này thì các bạn sẽ băm nhỏ ra cho mình. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái nồi nước để các bạn sẽ luộc phần trứng cút nhé. Để phần trứng cút nó bóc dễ hơn thì các bạn sẽ thêm vào đây cho mình muối. Muối này thì các bạn cho vào một thìa cà phê muối. Bật bếp và đun. Tính từ lúc nước sôi thì 4 phút là trứng chim cút này đã chín rồi các bạn nhé. Sau khi mà các bạn đã luộc được 4 phút tính từ lúc nước sôi như thế này thì các bạn sẽ tắt bếp nhé. Sau đó các bạn chắc hết cái phần nước nóng này đi và thay vào đó là nước lạnh. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể bóc được cái trứng chim cút này rất là nhanh các bạn nhé. Phần trứng này vào đây từ 3 đến 5 phút để cho nó nguội bớt, bóc thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Và muốn bóc dễ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái hộp mà có nắp đậy như thế này nhé. Sau khi mà các bạn nâng thì các bạn sẽ cho nốt vào cái hộp này. Bây giờ thì các bạn sẽ dùng tay xóc mạnh cái phần trứng này để đập vào phần vỏ. Các bạn sẽ thấy là cái phần vỏ trứng nó dập hết như thế này. Các bạn có thể cho luôn vào cái chậu nước mà chúng ta vừa mới dùng, sau đó bóc. Các bạn bóc như thế này thì nó sẽ rất là dễ này và không hề bị sát một chút nào cả. Và mình bóc với nước như vậy thì nó sẽ nhanh hơn. Đó, các bạn thấy không ạ? Quả trứng nó nguyên vẹn như thế này luôn. Và các bạn làm tương tự như vậy cho đến hết nhé. Sau khi mà các bạn sơ chế xong cái phần trứng rồi thì bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái nồi nước sôi nhé. Thêm vào đó là một thìa cà phê muối để chúng ta trần phần sườn nhé. Đây là một cái nồi nước sôi. Sau đó các bạn sẽ cho phần sườn vào đây để chúng ta trần qua cho nó sạch. Bạn trần như thế này thì cái phần thịt nó sẽ không có bị đấy. Các bạn trần 2 đến 3 phút, sau đó thì đem rửa sạch lại và để ráo nước nhé.
Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị một cái nồi nhá. Sau đó thêm vào đây 2 thìa ăn phở đường để chúng ta làm nước hàng. Các bạn thêm vào một chút nước. Các bạn sẽ đun đến khi mà các bạn thấy phần đường nó chuyển sang màu nâu cánh gián như thế này là đùa các bạn nhé. Sau đó thì các bạn sẽ cho cái phần hành khô và để phi vàng lên. Khi nào mà các bạn thấy cái phần hành nó thơm, thơm ơi là thơm rồi thì các bạn sẽ thêm vào đây cho mình nước cốt của 1/2 trái chanh lên. Sau đó thì các bạn sẽ thêm vào 400ml nước dừa tươi. Bây giờ thì các bạn sẽ nêm gia vị nhé. Ở đây thì mình sẽ nêm bằng muối. Các bạn sẽ dùng 1 muỗng cà phê muối. Một muỗng cà phê bột ngọt. Nước mắm thì các bạn sẽ dùng cho mình ở đây đó là 1 thìa ăn phở nước mắm. Các bạn nêm, các bạn thấy nó vừa vặn là được. Đun sôi phần nước này lên nha. Khi nước bắt đầu sôi lên như vậy rồi thì các bạn sẽ cho phần sườn vào để chúng ta kho nha. Trứng. Với món kho sườn kho tàu này thì phần trứng các bạn có thể chiên giòn hoặc là các bạn cứ thế đem kho chung luôn. Ở đây thì mình cứ như vậy mình đem kho luôn các bạn nhé. Và khi mà kho như thế này để phần sườn được ngon thơm thì các bạn sẽ mở vung cho mình và kho trong khoảng thời gian là 45 phút đến 1 giờ đồng hồ. Mở vung để cho cái phần thịt sườn nó được vừa có độ mềm nhưng vẫn có cái độ dai, giữ được cái độ dai giòn của thịt chứ không bị mềm nhão. Đó, và các bạn sẽ cùng chờ với mình thành quả sau 1 giờ đồng hồ nữa các bạn nhé. Một cái lưu ý nhỏ đó là với cái món kho tàu thì các bạn đun đến khi nước bắt đầu sôi đều hẳn lên thì các bạn sẽ giảm lửa nhỏ xuống để chúng ta kho tàu từ từ. Tránh kho lửa lớn quá. Lửa lớn thì chúng ta sẽ tăng vào 15 phút cuối để cho nó khô lại và nó ngon hơn nha. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã đun cho mình ở đây được 50 phút rồi thì các bạn sẽ thấy là cái phần nước nó cũng đã cạn dần rồi. Nếu như bây giờ các bạn muốn kho để cho nó sền sệt hơn và nó có cái độ keo lại thì các bạn sẽ tăng lửa cho mình nhé. Khoảng 15 phút thì các bạn sẽ thấy là cái phần sườn kho tàu nó rất là ngon. Thỉnh thoảng các bạn đảo một chút để cho nó không bị bén ở phía đáy nồi nhé. Mười lăm phút cuối các bạn tăng lửa lên cho mình như thế này là được. Khi mà các bạn thấy cái phần nước nó đã sền sệt lại như thế này rồi thì các bạn sẽ tắt bếp nhé. Đó. Bây giờ thì các bạn sẽ múc ra một cái đĩa. Thank you.
Sau đó thì các bạn sẽ cho cái phần nước sốt lên phía trên nha. Đây các bạn ơi, vậy là mình đã làm xong được cái món này rồi. Và đến đây thì mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.